Những trạm BOT mọc lên như nấm khiến người dân bức xúc, phản ứng kịch liệt. Hậu quả để lại đến thời điểm hiện tại là rất nặng nề. Nhiều dự án luôn trong tình trạng phải ngừng thu phí, thua lỗ, còn người đi đường thì vẫn đang trong cơn bức xúc và phản ứng rất dữ dội. Bất cập của nhiều dự án BOT thì ai cũng đã thấy rõ, vì sự vô lý, biến tướng, hiện hữu thành công thành đường BOT càng khiến cho nhiều người dân thêm phần ức chế. Đánh nhau, chửi bậy, chây ì là những hành vi đã và đã từng xảy ra ở nhiều trạm thu phí. Hệ quả là nhiều dự án đã phải giảm phí, miễn phí cho người tham gia giao thông trên địa bàn. Hệ quả này hiện vẫn chưa dừng lại. Khi nhiều trạm thu phí hoạt động không hiệu quả thì nhà đầu tư đã phải trả lại dự án, thậm chí là tỉnh phải đề xuất mua lại trạm BOT. Một thực tế có lẽ chưa có tiền lệ đó là trạm BOT quốc lộ 39 huyện Kiến Sương tỉnh Thái Bình. Vì sao lại xảy ra câu chuyện này? Vâng, thưa quý vị, giảm phí, bỏ tiền ra mua dự án, phải chăng là cơ quan quản lý đang thừa nhận cái sai? Đúng, sai, hiện thì chưa biết như thế nào, nhưng rõ ràng là hệ lụy của những dự án BOT đang để lại là rất lớn. Trong chuyên mục câu chuyện buổi sáng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Chiếc xe mang biển kiểm soát 17A08933 của anh Nguyễn Quang Huy, huyện Tiền Hải và đương nhiên nằm trong diện miễn 100% phí khi đi qua trạm theo chính sách mà Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành. Thế nhưng khi lưu thông qua trạm thì vẫn bị thu tiền với lý do là anh Huy chưa làm thủ tục miễn giảm phí. Và những trường hợp như thế này thì rất phổ biến. Không, tôi nghĩ là em mới đi Sài Gòn về, chưa kịp làm. Người khẩu chứng minh thư đây, có phải lấy chứng minh thư không? Người Tiền Hải này, trong đời người Tiền Hải này trong diện ưu tiên gì anh nhỉ? Thật ra thì theo nhà chức trách thì làm thì em không rõ lắm, nhưng mà đặt ở đây thì thường thường trước đường thì quốc lộ trước đi thì vẫn chưa có trạm thu phí thì em vẫn lưu thông bình thường. Bây giờ đặt ở đây thì em cảm thấy nó chưa hợp lý cho lắm. Thực tế cho thấy, sau khi giảm phí thì nhiều trường hợp dù nằm trong diện giảm phí nhưng lại không thực hiện các thủ tục theo quy định, khiến xảy ra mâu thuẫn giữa nhân viên thu phí và chủ phương tiện. Và đây là những hình ảnh xảy ra thời gian qua. Nhiều chủ phương tiện thậm chí là nhảy vào đấm, đá nhân viên thu phí, như trường hợp anh Nguyễn Văn Tuấn là một điển hình. Khi anh Tuấn không cho lái xe qua trạm, lái xe đã lao vào hành hung. Đấm tôi xong được, tôi bảo nếu anh cố tình đấm tôi gọi công an. Thế là tôi lấy điện thoại bàn, tôi gọi công an, tôi gọi vào cho hậu kiểm để báo công an thì anh lại giăng điện thoại. Thì lúc đây có anh Hà, anh ký ốt bên cạnh, anh chạy sang, anh can ngăn. Thế là anh lại còn nhảy vào trong ký ốt, anh định anh đánh tôi tiếp. Việc thường xuyên bị hành hung khiến nhiều nhân viên thu phí hoang mang, lo sợ. Vì thế việc hoạt động thu phí hiện nay khá phập phù. Trong quy định người ta chỉ ưu tiên cho hai huyện Tiền Hải và Kiến Sương xe chính chủ được làm thẻ ưu tiên thì mới được ưu tiên. Còn tất cả những xe khác mà không làm ưu tiên, những biển số khác thì phải mua vé. Nhưng bây giờ tất cả các tài xế thì người ta cũng chống đối rất là nhiều. Người ta cố tình người ta không mua vé. Khi mà nhân viên chúng tôi ra yêu cầu mua thì các anh có thể là năng mạng, các anh chửi được, có thể xuống các anh đánh chửi rất, cái đấy thì rất là nhiều. Cũng có một số gọi là đồng chí trẻ cũng vào đây làm việc thì xong một thời gian thì phức tạp quá. Vì cái vấn đề gọi là ở đây thì cũng có gọi là 1 đến 2 người đã từng bỏ việc ở đây. Họ lo lắng quá hay gì? Họ sợ, thực ra là lúc đầu thì người ta vào đây nghĩ là làm thì gọi là không có công ăn việc làm thì người ta xin vào làm việc. Nhưng khi vào thì tìm hiểu công việc làm thì vì cái nỗi lo sợ nên người ta cũng không bỏ mà người ta không làm nữa. Theo tìm hiểu của VTC14 cho thấy, trung bình trạm này mỗi ngày chỉ thu được khoảng trên dưới 30 triệu đồng, tức là chưa được 15 đến 20% tổng doanh thu như kỳ vọng. Thực tế trên khiến dự án phải bù lỗ lên tới cả tỷ đồng hàng tháng. Thực ra đối với chúng tôi cũng như là anh em ấy, thì đều là người làm công ăn lương. Nhưng mà hiện nay trong cái môi trường làm việc hiện nay á, thì những vấn đề liên quan tới góc độ chủ quan thì anh em tôi cố gắng thực hiện tốt các cái quy định của công ty. Nhưng mà những áp lực của vấn đề xã hội thì đây cũng là một cái điểm mà tạo cho anh em làm việc là trong một cái môi trường là thực sự là không được yên tâm. Với cái tổng số đầu xe phương tiện ở trên 2 trạm mà hiện nay nhà đầu tư đã cấp thẻ miễn phí cho các đầu phương tiện, với tổng số đầu phương tiện đã được cấp khoảng 1.600 xe, thì
vẫn đảm bảo cái phương án tài chính. Tuy nhiên cái mà gây mất cân đối cho phương án tài chính chính là các chủ xe, kể cả các xe từ tỉnh ngoài, vẫn cố tình chống đối, chây ý, không chịu nộp phí, rồi dàn hàng ngang gây ách tắc ở khu vực trạm. Cũng theo ông Dân, khi dự án hoàn thành, ngày 1 tháng 1 năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã cho phép nhà đầu tư được thu phí để hoàn vốn với thời gian thu phí là 18 năm. Quá trình thu phí, trạm BOT Thanh Nê có doanh thu trung bình là 130 triệu đồng một ngày. Tuy nhiên, sau khi chính phủ có chính sách miễn giảm phí tại các trạm BOT trên cả nước, tỉnh Thái Bình đã có chính sách miễn giảm giá vé đường bộ cho toàn bộ các hộ dân và doanh nghiệp của hai huyện Kiến Sương và Tiền Hải qua trạm BOT Thanh Nê. Điều này khiến cho doanh thu bình quân tại trạm này giảm xuống chỉ còn 40 triệu đồng một ngày. Các cấp các ngành cũng như chính phủ mà chưa khó khăn trong việc bố trí nguồn vốn thì cũng có thể một giải pháp là ngân sách của địa phương cũng nên bỏ ra một phần để chia sẻ cùng với nhà đầu tư để có thể giảm được cái sức nặng của về cái áp lực tài chính như hiện nay lên cho nhà đầu tư. Và người chúng ta cũng tiếp tục là tuyên truyền vận động các phương tiện tham gia giao thông cũng như có các chế tài hợp lý để chúng ta xử lý dứt điểm cái tình trạng bức xúc như hiện nay. Được biết, để thực hiện việc xóa bỏ trạm BOT Thanh Nê, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã chính thức kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải báo cáo chính phủ bố trí vốn ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương này để thanh toán một lần cho nhà đầu tư với số tiền còn thiếu khoảng 460 tỷ đồng. Đây là số tiền để hoàn trả vốn đầu tư dự án cho nhà đầu tư để dỡ bỏ trạm thu phí BOT nói trên. Tuy nhiên, dư luận cũng có quyền đặt câu hỏi, đầu tư thì có thua, có lỗ, nhà đầu tư đương nhiên là phải chịu. Trong câu chuyện này, nếu chính phủ không chấp nhận chủ trương trên, thì một câu chuyện nghịch lý sẽ tiếp tục xảy ra. Trạm thu phí Tân Đệ trên quốc lộ 10 phải gánh nợ.